Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục xảy ra nhiều vụ đập cửa kính ô tô lấy trộm tài sản. Cụ thể, trong ngày 17 tháng 11, xe ô tô Honda CR-V đỗ trên đường Lê Trọng Thấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị kẻ gian đập vỡ kính trộm hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Chủ xe cho biết sau khi lấy trộm ví tiền và nhiều giấy tờ, kẻ gian còn mang thẻ ngân hàng đến FPT Shop thanh toán hết gần 50 triệu đồng tiền trong thẻ Visa. Vụ trộm tiếp theo xảy ra tại khu chung cư CT1C, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 11, chủ nhân chiếc xe bán tải để xe trước cửa nhà và bị đập cửa kính sau, lấy trộm đi một chiếc Flycam trị giá 7 triệu đồng trong xe. Đến công ty là lúc 8 giờ 20 và mình đỗ xe ở đây là khoảng 8 giờ 20. Sau đó mình lên trên công ty làm việc bình thường. Sau đó thì khoảng 9 giờ 30 mình quay xuống xe để lấy đồ. Thì chưa phát hiện sự việc. Sau đó mình lại tiếp tục quay lên công ty làm việc và đến 10 giờ 30 mình xuống lấy xe để đi thì là phát hiện ra là đã bị đập vỡ kính bên phía tay phải bên ghế phụ. Thực ra thì mình đỗ xe ở ngõ 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân. Thì cái ngõ này thì nó cũng khá là rộng. Nó phải tầm 6 m và dài nó phải 100 m. Ngõ này thì hàng ngày thì người qua lại rất là đông, xe ô tô đi lại, xe máy đi lại, thậm chí là người đi bộ thể dục rất là đông. Mình cũng không hiểu nguyên nhân làm sao mà lại có những cái tên trộm mà lại ngang nhiên đấy giữa ban ngày mà lại dám đập kính xe để còn lấy đồ trong xe nữa, thì mình ở khu này thì mình cũng chưa thấy bao giờ. Mình đỗ xe ở đây thì đã rất là sát tường, nó chỉ cách tường khoảng độ 20 đến 30 cm, khoảng 20 cm, và nó cũng đã luồn người vào để đập vỡ kính để lấy đồ trong xe. Đồ ở trên xe thì thực ra thì nó không lục tung mà là nó mở hẳn cốp xe ở bên hộc xe ở bên phía phụ. Nó lấy mất túi giấy tờ xe bao gồm là đăng ký xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm xe, và ngoài ra thì nó còn lấy một cái túi xách cá nhân của mình. Trong túi xách cá nhân thì là có tiền mặt thì hơn 1 triệu thôi, nhưng mà có những giấy tờ như là chứng minh nhân dân, rồi là thẻ ngân hàng, thẻ Visa, rồi là thẻ bảo hiểm đấy, bằng lái xe ô tô các thứ là nó cũng lấy hết. Ngoài ra thì sau khi mình phát hiện ra thì mình đã khóa thẻ ngân hàng, nhưng mà nó lại dùng cái thẻ Visa của mình đã đi mua sắm tại hệ thống FPT với số tiền là gần 50 triệu. Có nghĩa là mình có bị phát hiện là tài khoản trừ thẻ lúc mấy giờ không ạ? Trừ tiền thì là lúc mà mình nghĩ đến thẻ để khóa là lúc đấy là 10 rưỡi sau khi phát hiện, khoảng tầm 10 phút thì là mình có gọi điện cho vợ mình là khóa lại thẻ ngân hàng. Nhưng mà khi mà vào app của ngân hàng ấy thì kiểm tra thì số tiền đã bị trừ ở trong thẻ rồi, và giao dịch lúc đấy là 10 giờ 20 phút.